tôi đã bị giết và chặt đầu và, và rút xương Thi thể tôi bị chặt thành hơn 2.000 mảnh nhỏ rải khắp thành phố Tôi là Điêu Ái Thanh Sinh tháng 3 năm 1976 đến từ Dương Châu, Giang Tô Tôi theo học ngành quản lý thông tin tại Đại học Nam Kinh và sống tại ký túc xá của trường Vào ngày 10 tháng 1 năm 1996 Một sinh viên vi phạm quy định dùng đồi điện trong ký túc xá bị kỷ luật Vì chuyện này, là tổ trưởng nên tôi cũng bị khiển trách, do tâm trạng không tốt nên tôi một mình đi dạo trong khuôn viên trường và tôi mất tích từ đó. Sau 9 ngày xảy ra vụ việc, ngày 19 tháng 1 sau một trận tuyết lớn, trong lúc dọn dẹp, một người phụ nữ đang dọn dẹp vệ sinh thì nhặt được một chiếc túi màu đen trên đường Hoa Kiều, Nam Kinh, ngỡ tưởng đó là túi thịt heo của ai đó đánh rơi nên đã xách về nhà. Sau khi về đến nhà, đang trong quá trình rửa sạch thì cô gần như ngất đi khi phát hiện ra có ba ngón tay trong túi cô vừa khóc vừa gọi điện báo cảnh sát cơ quan điều tra đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm ở trên đường hoa kiều để có thêm những manh mối mới các phần còn lại của thi thể được tìm thấy ở công trường và một số khu vực lân cận địa điểm tìm được túi thi thể ban đầu tất cả đều được bọc trong chiếc túi ni lông đen hông qua sàng lọc và phân tích cơ quan chức năng xác định thi thể trên chính là của tôi đã bị phân chia thành nhiều mảnh vụn đầu và tay chân cô bị chặt đứt ngón tay bị rút xương Nội tạng tuy hoàn chỉnh Nhưng có dấu hiệu bị trụng nước sôi Thịt được lọc ra khỏi xương Cắt thành hơn 2 nghìn miếng Được đặt theo quy luật trong các túi ni lông đen Ruột cũng được đặt ở đáy túi thẳng tắp Vô cùng trình tự Cùng ngày Người ta phát hiện một túi rác khác Ở công trường đang thi công trên đường Hòa Kiều Và hai túi du lịch ở điểm đổ rác đường Tiểu Phấn Kiều Ngày hôm sau Tại khu vực Bệnh viện Đại học Nam Kinh, một túi tiếp tục được phát hiện. Tại cửa phụ của trường Đại học Nam Kinh có một ba lô da trâu màu lam 7.5 kg và tại sân thể dục của trường có một túi màu đen nặng 0.6 kg, từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 1 năm 1996, tại nhiều đại điểm tiếp tục phát hiện các phần thi thể bị phân nhỏ. Tính riêng tại những địa điểm được xác định chính xác tổng trọng lượng 30 kg nếu cộng thêm những phần thi thể được phát hiện rải rác khác vào khoảng trên dưới 32 kg khi khám nghiệm các mảnh xác nhiều bác sĩ pháp y phải rùng mình vì các vết cắt rất tỉ mỉ, những miếng thịt đều có kích thước tương đương nhau như đã được đo đến kỹ càng, những người là bác sĩ, nhân viên vết mổ, giáo sư y học, sinh viên y học được điều tra đầu tiên. Tuy nhiên cảnh sát không thu được manh mối nào, họ cũng tạm giữ một vài người bị tình nghi nhưng không có chứng cứ nào chứng minh họ đã giết tôi, sau 3 tháng, cuộc điều tra đi vào ngõ cục vì không tìm được thêm bất kỳ dấu vết nào liên quan đến hung thủ cho đến hiện tại hơn hai thập kỷ qua đi, vẫn dậm chân tại chỗ. Cảnh sát không có thêm bất cứ manh mối nào. Thông thường các vụ án quá 20 năm không tìm được hung thủ sẽ đóng án. Tuy nhiên, vụ án của tôi tính chất đặc biệt mang rợ và biến thái vẫn được đặt cách để tiếp tục điều tra đến cùng. Tuy vẫn chưa tìm được hung thủ hắn có thể chưa được tìm thấy nhưng bản án lương tâm sự ám ảnh chắc chắn hắn cũng rất khó song với chính bản án lương tâm mình.